cái mùa. Thấy bên nhau ta nó thấy tắc gì á mùa. Đây, em xin chào toàn thể của anh chị cô bác. Đây thì hôm nay là em lại có một cái chuyến du lịch em đi chơi đây. Đó, cái điểm du lịch này ở bên Tráng Kìm các bác ạ. Khả năng là có một số bác thì cũng qua đây hết rồi, còn một số bác ở bên dưới đó. Đấy thì bây giờ bọn em vừa mới mua vé xong, bây giờ bọn em sẽ đi vào các bác nhá. Đây. Đây. Vé anh đâu? Đi. Vân đây. Đây, bây giờ mình sẽ vào đây chưa các bác ạ? Tôi tới giờ mới pet sau rồi thua. Có đầy đủ tất cả các mặt hàng. Nó ở trên cái hạt gì ấy? Hạt dổi hay là cái hạt gì? Còn nét ra rồi, ý giờ ra thế này ạ? Phát cũng được mà không phát cũng được. Đây, mình đi lên trên kia đi. Ui. Kẹp vào đấy đi. Đây, mình sẽ lên trên kia các bác ạ. Bên dưới này có cả ngựa. Ui. Lút trong lá chắc anh như tròn thành nò này nhỉ. Nó là chèo có thể ở lâu ở tàu nó là mày
Dạ. Bên đó là mua cho cô đây thì có thế đúng đánh chị cô kiếm mà em. Chết tí rồi đó. Đó có phân tôi này à mẹ. Ở từ nhà bé khinh san đã chùa bé rồi này à. Bé rồi này ẩn đua thì ắt đúng rồi. Tao luôn mày quay ra quay giống nữa nhỏ. Có chỉ là tôi giờ cái phần tao rồi. Cái quay ra. Lúc còn tại tính á. Vâng. Đây ở đây là một cái gì ạ? Nó bắt nè là ổ xí kia. Chúng ta cứ bú gối rồi. Sao về chẳng hào. Đây mình sẽ đi dèo lên ở trên kia nhà sàn này. Cái này không biết là bằng đất hay là làm bằng gì á. À cái này làm bằng đất đấy. À để có. Cái này họ làm bằng đất đấy. Đây cái nhà sàn này cũng có 2 tầng. Thôi to này. Bây giờ mình sẽ đi xuống và đi khám phá những chỗ khác.
tôi chạy ra. Xong. Sư bà mày cho nhà vào luôn. Chỉ chó đã. Đây gọi là cái khu du lịch này khá là rộng đấy các bạn ạ. Đây ở trên kia có những cái cẩu chứ. Cẩu đấy, cái này là cẩu đấy. Quẩy táo. Đây cái này rất là rộng luôn. Đây nó còn các cả bể bơi đó. Bốn năm mùa chỉ năm mùa. Dễ dàng trẻ. Giá nó là vẫn đó tên đây đó này nhỏ. Mưa buổi chiều đó rồi. Bây giờ mình sẽ đi theo cái đường này cho nó đỡ mệt. Đây đường bên kia thì dốc quá, mình sẽ đi theo đường này. Cái gì đi nữa? Ủa sao? Ấy chả chơi trò gì? Đây ở bên kia nó lại có một cái nhà gì bên kia nữa cơ. Để chốc nữa là mình sẽ đi vào bên trong cái trong cái nhà kia nữa. Đây chỗ này gọi là cũng gần như là nhìn toàn cảnh nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Đây mình sẽ đi lên trên kia xem có cái gì các bác nhá. Món này món tốt chí ấy hả? Đây là ốc cảnh. Một tạnh ấy thôi, một tạnh ấy. Ốc kia đó, kia. Điên chế tiết ra, nó sợ dông trong đế à. Dông hết sệ. Lại là nó sẽ nghĩ tình xích chơi, nó là chả dông hết nào là. Mà giờ dù đọc tôi tư xin lên thay dứt, dù kìm chứ. Dù kìm chứ. Đây hôm nay rất là đông người. Cả lăng hôm qua đông hơn đấy nhỉ. Cái này không biết là có tất cả bao nhiêu cái bưởi tấu đây. Ui khá là nhiều. Khá là nhiều cái các bạn ạ. Đây những cái này là họ khác ghi một cái là quẩy tấu à, cái này là quẩy tấu. Ô, mình đi theo đường này cũng mệt rồi. Ô, là mới xuống khi anh tiến à? Khi mà. Thế chưa nhỉ? Giờ thì ai đó sao mà? Xuống thế sẽ chú có. Đây gọi là những cái quẩy tấu này rất là to này các bác này. Cái này họ đan hay sao ạ? Xem nó có phải bằng tre không? Để cho thế chỗ à? Mua mua nhau chỉ mua ít. Mua rồi bìa xuống à? À, cái này họ đan bằng nhựa thôi, cái này đang bằng nhựa nhỉ. Mình tưởng là nó là cái tre thật. Ở đây nó là ở trên này phòng ngủ hay sao ấy nhỉ, đúng không? Đây trên này nó phòng ngủ ấy, khả năng bên trong này còn có người trong đấy. Mình không dám vào. Hả? Là xài luôn, thằng họ là muốn rồi uống cho học uống cả cư. Đây các bác, có cả điều hòa đủ kiểu. Những cái này gọi là nữa. Nên sư là? Là tôi mà là tôi học đấy. Nhớ học à? Là ta. Đây mình sẽ đi một vòng hết cái quẩy tấu này xem nào.
Đếm xem nó có mấy cái nhỉ? 6 7 8 9 10 11. Tổng cộng là có 11 cái. Cái này khả năng là lâu mình ở đây ngủ một chuyến. Đây những cái này khả năng không có người. Đang ngủ. Đây gọi là kìa. À, tôi sợ tôi nhìn dò rất là lâu. Đây có 10 cái á. Cái này cái thứ 10 à. Có một tổng cộng có 11 cái sao? Đây mình ở trên cao này mình có thể nhìn thấy toàn cảnh luôn các bạn ạ. Lúc bạn đấy tí này à? Chờ là tao đến chứ. Cú ấy số lại cái khác. Đây mình sẽ đi hết một vòng cái này. Chút nữa là mình sẽ đưa các bác đi khám phá chỗ khác. Hơn bọn chuột lên tiếp bọn lên một chỗ xa xóa rồi. Đúng không nhỉ? Đấy, mỗi giờ chiều chia đều mà no. Tất cả là lù. Đây gọi là hết trên này, trên kia không còn gì nữa. Vui lòng không tự ý trèo lên. Buồn là tất tà. Đây gọi là có 11 cái nào. Hôm nay bố mắc kìa mà hôm nay mua xong nhỉ? Ướp một chói à? Đi một mốc từ tít dưới kia lên đến trên này mệt quá. Bây giờ phải lượn xuống à. À, hôm nay tít dưới một cây mùa à. Đây bây giờ hai anh em sẽ đi vào à. Ở chỗ kia có một cái hồ bơi sao? Mình sẽ đi vào xem. Đây mấy cái bà chị đang nhiếp ảnh hay là rất hoành tráng. Mình quay video mình không nhiếp ảnh được cho các bác rồi. Mới vào à. Quần đỏ hốt luôn, nhìn lỗi đã lo dính rồi đó. Cô vậy đã đẹp. Đây mình sẽ lên trên kia trước các bạn ạ. Ui nước này xanh xanh à. Họ đang chơi là một xoáy chủ tấn rô lẻ nhở. Là một xoáy xoáy hậu. Xoáy rô nhở. Đây mình sẽ lên trên này xem là trên này nó là một ký gì đây. Vì nhất này tên nó gì tôi sau ký này nhở. Ô. Tôi sau này lại giật tiền. Họ đang chơi lúc à. Giếng nguồn nước các bạn nó có
Đây trên này khả năng là cái nguồn nước ở trên này. Nó thiếu bể lò. Nó để lò để hò lò này rồi. Nó to rồi. Nó thằng nhặt đây thì lò họ. Lò. Đây là mà. Đây là một cái đập tràn này các bác ạ. Kéo nguồn nước từ trên này xuống dưới á. Tôi lại đi xuống. Gọi là cái khu công viên này cũng rất là rộng. Nếu mình chơi hết trên này khả năng là mất khoảng 2-3 tiếng gì đó. Cứ tạ. Muốn chơi chết đi à? Thôi mình đã đi xuống rồi. Đây cái mạch nước này à. Nó là sảnh chú vào vấn đề đây rất là trong không có chờ xả quá rồi nhiều chỉ thọ hay mồi rót rót in lúa đâu tao tù cũng kiểu này rồi họ đây một đế xanh lên đài rồi chơi bèn lên tiệt thì chơi bèn bôn dây kiểu thế này. Đây cái nhà này xếp bằng đá hết rồi. Yes. Làm mua là chỉ muốn nhấp phục trong hao pha. Làm mua thì phải ăn dễ tuyệt. Sợ không đau thế. Yes. Chứ chỉ mong chơi chén nó. Chúa đứa. Nhấp cái này nhấp nó tẩu rồi hả? Nó lên tiên tiên thế. Ở lúc đi à? Hả? Đâu đâu mấy đứa là? Gọi là uống vòng kéo nè. Giờ là nó là nó tiêm gì thế à? Lâu đá lắm nó. Nó to được. Tạp thật tư sáng trâu lò này là chỉnh nhau lại rồi. Bây giờ mùi không? Mùi không? Mùi không? Mùi không? Chào. Nhanh chân đấy, lên tận đấy rồi. Đây bây giờ mình sẽ đi đi vào bên trong kia xem là bên trong đây là có cái gì các bác. Chị làm rồi. Là cái áo thì mới áo này. Cho bé xíu nhỉ. Đẹp không?
lười nạc con này à. Đây họ cần cho một con chó đi đi du lịch nữa luôn. Quá hoành tráng luôn. Sao chỉ nó sao mi là. Đây mình sẽ đi vào ở trong này. Nhà hàng. Bên này nhà hàng ơi. Bên dưới này cũng là cái nhà hàng này. Cái này gọi là cũng làm được à, làm bằng đất hết à. Đây bây giờ mình sẽ đi vào bên trong kia. Không biết là đi vào bên trong sợ không có cái gì thì thôi. Mình sẽ đi chơi một lúc xong là mình sẽ về nhiếp ảnh sao. Cái này đỏ lỏ lắm. Đỏ bằng mắt gì rồi? Chim một chơi kìa. Lấy giang à đấy. Đỏ. Ủa? Bay luôn lo quái à. Đây bên này nó còn nhìn thấy cả cái khung bên dưới luôn. Hôm nay mùng 5 Tết nhưng mà rất là đông. Hôm mới cho ăn chụp phần rái nhiều. Mấy vòng rồi? Mấy vòng à? Một vòng nữa mà. Một vòng nữa. Vòng vợ nữa ở trên kia. Đây mình đi càng xa thì càng nhìn thấy rõ. Tất tật cái kia khu du lịch này. Ồ, không bỏ lỗ hô lô nữa rồi, không lại rồi. Lòng rõ nó đã. Đây như vậy một lúc thì là mình đã đến đây. Xem là nó còn có gì không. Ừ, xong à. Ồ nó chẳng có cho chạy nào nhỉ. Tao xoa. Đây ở bên ngoài này còn có mấy nhà đây nè. Ui. Khá nhiều đấy. À cho nó chuyển này là ủ này có rê. Hôm này là mỗi chuyển này à dịu đó chứ à. À. Hôm nào những mũi khóa ăn đầu nó có. À hôm đó thì à. À này dễ dòng mà chết thao này tựa là tựa mua. Ôm lầm lầu ủ lò xa. Dạ xa. Là xa là xa thích ít chẳng là mua lò xa. Ừ. Lầm lầu phua. Ủa nó á điều có thôi. Đây những cái nhà này gọi là được làm bằng đất hết hay sao ạ? Đất thau tốt thì xu. Đất thau tốt quá. Đây nó bên dưới này toàn là nhà bằng đất này. Chắc là nửa đất nửa xi măng. Và xin nói lanh nhanh có hai giáo tao rồi. Đây mình sẽ vào ngay bên chỗ kia xem lúc nữa. Đó là không nhớ về à? Đó là họ á chứ ní. Tại vì chú ý lúc bé là sẽ tỏ nó một cây nào xóa. Chẳng lý. Chắc bao phải giống ở à, ở trên kia không biết là phải cái động lồng khuý không? Cái động lồng khuý ấy. Đây khả năng mình đây xem thôi, đi vào trong kia chả có gì hay đâu, toàn nhà thôi. Đây có một số thì vẫn chưa hoàn thiện. Hồi nào cũng bắt lại úi giòn tàu nữa. Lúc nó cọc xeo mố mà nhà vua phải xin lửa lúc đó. Đây những cái này họ làm. Họ làm này chắc là phải làm một à. Có một nhóm nhà ở đây. Đây gọi là vẫn chưa hoàn thiện đâu. Chả khả năng nếu mà sau này hoàn thiện thì cái này khả năng là càng đẹp đấy. Cái này gọi là chỉ làm được là những cái nhà như kiểu nhà Mông mình ấy.
Thôi để khi nào hoàn thiện đã xong là mình vào xem tiếp. Mình sẽ lại đi vào bên trong. Ôi các bác ạ, khu du lịch mình chỉ đến đây thôi. Đó thì mình sẽ đi vào trong kia một lúc nữa là mình sẽ nhấp ảnh chơi, mình sẽ không cho bác xem nữa. Này, xin nó khu nó luôn đầu nó là nó ôi lại nhé, nó phí ra chủ này à. Tôi kẹt rõ đó nó, tôi kẹt rõ nó đấy. Thế tưởng à? Nhà là cho trên này tên là siêu tâm thì cho trên lào uống thế này à? Cho vua nó không khổ hơn. Cho vua nó bẹo, da bẹo cái này nhà tao bánh tay chẳng thấy một đấu. Mà cho nó khâu lên, nó mong là tự uống lên kia nó muốn ăn cái gì lại uống nữa luôn. Dạ. Nhớ phải phải yếm bò lên là hết chừng à. Lấy cái voi cho thôi cho lên lại uống nè. Ờ. Ờ. Đây, chỗ này mới nhìn thấy toàn cảnh này các bác này. Ồ. Đi. Đi. Thì đây con này sẽ là một tiểu. Tụi mà tới chợ kia dùng nó mà. Đây các bác ạ, em cho các bác khám phá đến đây thôi vì là cái công viên này gọi là cũng hết đây rồi. Đấy thì là em sẽ kết thúc video tại đây và gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhé. Hôm nay chơi on, hôm sẽ on luôn là hai dạng trống ổ. Nó sẽ on sẽ bay mà trống nóng. Đây do là nhiều cái quá, mình còn cái nhà bên dưới thì mình còn chưa đi này, cái nhà hàng bên dưới mình còn chưa đi. Video cũng khá là dài rồi các bác ạ. Thôi em chào bác các bác nhá. Bây giờ em sẽ đi nhiếp ảnh tí cùng mấy bà xã đã. Đây là những cái sản phẩm. Đây là cái đây là một cái cối đá đấy các bác ạ. Đây nó có nhiều cái ra bên kia. Cái cối bằng đá. Đây nó là một cái cối này. Đây cái nhà hàng này nó cũng nấu cơm ở đây ăn hay sao. Đây bên ngoài kia nó cũng chỉ có vậy thôi các bác ạ. Đây gọi là cái khu du lịch này khá là rộng thật. Rất là rộng luôn. Đây là một cái cầu làm bằng đá nè.
Đây là một cái gian nhà ăn uống đó. Đó. Bây giờ càng đông người hơn nữa, sáng nay nó ít người. Bên dưới này có một mấy con ngựa. Đây mình sẽ đi xuống xem con ngựa các bạn ạ, con ngựa to lắm. Đây con ngựa này rất là to này. Tôi chưa sang ngựa lai đi nhỉ. Đây con này nó khác hơn là con mấy con ngựa trên này. Mày che đó rồi nó. Đây là lại chị có nhát chửa đây. Thì nó sao chết nhiều phong ấy. Đây rồi. Đây mình sẽ ngắm ngựa tí các bạn ạ. Lão phải giả chưa. Ừ. Đây ngựa rất là to. Ô tổn đạp vào lụa nó ní. Con đỡ của hoa lửa nó à? Ừ. Nghe là chú lạc. Ê, chú chung.